Em xin chào tất cả anh em nha. Em chào mừng anh em, chào mừng bà con đến với kênh Em Sắt Đức Thắng nha bà. Cái này em lên tiếp cho anh em cũng như cô chú mình tham khảo một cặp máy Mitsu mà nó mới, nói cô chú nó mới lạnh lùng luôn á, dùng chữ là mới lạnh lùng luôn á. GM182, còn số xe ghi là 072-3059, đẹp long lanh luôn, nhưng mà về cống xăng nó bị nứt cô chú ơi. Bên em có thay cống xăng nè, còn máy thì nó nguyên thủy hoàn toàn luôn, mà có chỗ này sao rớt mất tiêu hết con ốc rồi, hai con luôn rồi, rớt hai con cô chú. Đây ống xăng à, nhưng vì là bên em thợ giờ thiếu rồi, để lâu ngày không có xúc rửa bình xăng lại được, nên là bây giờ giật có khi nó chạy có khi nó không, nhưng mà máy thì em bao cô chú là zin nguyên thủy, chỉ có khi là nó về bị cái máy này nó trong cái thùng cách âm là nó không có bình xăng. Bên em có sẵn chế bát nè, chế bát làm cái bình xăng, mà bình xăng này bình xăng của Honda, để sau này cô chú ví dụ cô chú có hư á thì mình dễ mua mình thay thế nè. Thiếu cái nắp ngoài hả chị? Thiếu cái nắp ngoài. Cái này có nó mới, nói cô chú là mới giữ gần mới luôn á. Cô chú nhìn cái mấy cái đường nét của nó, những cái áo cái lốc vô nó còn những cái miếng xốp gì nè. Còn mới tinh, còn da nhách luôn nè. Xe giống xăng nhìn nó rất là đẹp luôn. Mà bây giờ ngồi giật nó mới chạy, còn còn mình không ngồi giật nó không chạy. Rồi nhờ con test hàng cái này cho cô chú mình đi. Đó, mở vô là nó giờ là đó. Mồi xăng nó chạy, mà giờ cô chú đóng e giật nó không chạy nè, nó không lên xăng, nó ngộ vậy đó, nó mới gì. Nhưng mà bên em không có thợ xúc, còn em mới thợ nhịn, như thợ chuyển thợ dịnh không à, còn thừa tối ngày làm cho khách cô chú mày, làm cho khách rồi mấy nhà không có thời gian làm, thì không có thời gian mình dọn rửa gì hết. Nhưng mà cô chú nhớ lưu ý cái này nó thiếu hai ngóc nè. Rồi một máy, rồi tiếp tục con này nó luôn đi thừa, cút xéo tôi chậm cô chú. Này nó cũng mới vậy nè, nó trợ lực cô chú ơi, trợ lực máy rất là mới luôn, 6 PS luôn cô chú, 6 PS. Cái này là bê tông 68 ly, cái này thì cũng y chang, cũng số phận cũng như mấy kia vậy đó, để nó lâu thì bên em không có người để xúc. Bây giờ cô chú mồi xăng vô là chạy liền đó, mồi xăng vô đây nó còn này luôn nè, mồi xăng vô chạy liền, mà giật cái thì nó không có lên xăng. Bên em không có thử xúc, bình xăng nguyên thủy của nó đẹp quá nè, móp xốp thì nó còn đầy đủ hết trơn luôn. Con vô tắm đi con trai ơi, dắt này mà nó vậy đó, đó con trai út em đó, đông teo giống hệt em vậy đó. Bên em thì cũng làm sẵn cho cô chú mình, về cô chú chưa có xúc bình xăng về là mình bán thôi, rất là mới luôn. Cái này nó có luộc giữ dần mới luôn. Rồi nhờ con test hàng cho cô chú mình đây. Là Nghĩa. Dạ anh giật chúng. Dạ ra con vô đánh đi. Con nó chưa vô xăng á. Bị anh không có thế anh giật á, nó nó cao quá coi vô. Này nó cao quá không có thế giật coi vô. Bỏ xuống đại đi con. Hay là nghiêng con bỏ xuống đâu xuống đại đi. Chứ để trên giật thấy cực quá. Rồi. Đó. Con ấy mở vui ra. Cái máy này chắc bị hư thiệt rồi. Trai em nó máy này bị hư thiệt rồi. Có cây mở vui không con trai? À con mở vui ra coi thử nó có bị ngọt gì không. Nguyên thủy luôn đi. Rồi con vô nó mẹ tắm đây. Cô quên đó, nói với hai tấm giùm em, cha mất làm công chuyện với mấy anh rồi. Nhìn cha làm vậy thôi à. Rồi xịt vô cô mình cái bugi nó còn mét in như băng đây nè cô chú. Ừ xịt nhiều quá giật học gạch luôn á. Chén giật.
Mấy đề luôn. Mấy đề giữ luôn, mấy đề giữ luôn. Tay chân chà bá luôn. Giật giết đi luôn. Nhà đi. Giống nhà đi. Đó, đó, vô xăng là chạy liền luôn, cô chú xịt nó không có vô xăng. Đó, rồi giờ em cũng xin báo giá cô chú mình luôn ha. Em xin báo giá cô chú mình luôn. Cái này nếu mà cô chú mua một cái, cô chú nhớ lưu ý nha, một cái thì em bán cô chú là 3 triệu một cái. Còn cô chú mua một cặp là hai cái. Em tính cho cô chú là 2 triệu 6 một cái, hai cái 5 triệu 2 bao ship luôn. Còn mua lẻ là 3 triệu một cái cô chú. 3 triệu một cái. Rồi con riêng đây nếu mà hai cái thì 5 triệu 2 bao ship. Cái này em xả láng luôn cho lớn bữa cô chú luôn. Hai thì là 26 năm hai con vô tắm cái cây rồi này là quýnh con dễ ợt luôn á. Cây. Ê gì mà giấc này con nằm đây. Hai cái là 5 triệu 2 cô chú, 5 triệu 2 bao ship luôn. Này giá giá sập sàn cô chú mình luôn. Rồi cô chú nào làm được cặp này thì alo giùm em nha. Rồi chào tạm biệt cô chú nha. Cảm ơn tụi con nha. Rồi cảm ơn hai đứa.